Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình một ngôi nhà nó gần được hai cái trường học luôn. Và địa chỉ của ngôi nhà ngày hôm nay là nó thuộc xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Và ở đây thì hai trường, trường mẫu giáo và cái trường tiểu học. Cái này chắc trường tiểu học, để Toàn lại Toàn coi cái trường tiểu học gì cái đó. Cái trường tiểu học Hòa Lộc An anh chị em mình. Và đối diện cái trường tiểu học thì qua bên đây thì nó có trường mầm non luôn, cũng Hòa Lộc A luôn anh chị em mình. Nói chung là hai cái trường. Cái đường đi này thì nó hơi nhỏ nha, nó khoảng chừng mét hơn mét vậy, đá mi thôi anh chị em mình. Và từ vị trí của ngôi nhà mình luôn, nó ra ngoài lộ nhựa thì nó cũng rất là gần. Nó khoảng chừng 70 mét là nó đụng lộ nhựa rồi. Ra đó lộ nhựa xe 5 tấn mà vô tư nha. Và cái khu vực này phạm vi chừng 2 cây số à, nó có hai công ty mai gì của Hàn Quốc anh chị em mình. Hoặc là anh chị em mình muốn đi chợ thì lên chợ Đồng Hai cũng được, hoặc là ra ngoài công ty đó nó cũng có chợ Chùm Hổm đó để bán đồ cũng đủ hết trơn anh chị em mình. Còn điển hình như mà từ vị trí của ngôi nhà này nè, lên tới ngay chỗ thị trấn Tam Bình thì mất 25 phút chạy xe nha. Khoảng cách của nó cũng chỉ có 13 km thôi. Cầu Cần Thơ qua đây thì mất 1 giờ đồng hồ, khoảng cách của nó là 41 km. Cầu Mỹ Thuận vô đây thì 50 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó là 32 km anh chị em mình. Và cái ngôi nhà mà Toàn muốn giới thiệu anh chị em mình ngày hôm nay là nó trước mặt anh chị em đó. Cái nhà của mình ngôi nhà này thấy chung kinh nghiệm của Toàn nó hơi bị mỏng nha, không biết nhà này gọi là cái hình thức nhà này gọi là nhà gì. Chủ nhà nói kiểu nhà Thái mini, còn Toàn thì giống thấy như kiểu giống như nhà sàn mà không biết sao. Nói chung là cũng không rảnh, không dám phán xét vô đây nữa. Nói chung là cái nhà đó thì để Toàn lần trước Toàn quay kỹ hơn cho anh chị em mình thấy rõ hơn nha. Và còn mà từ bến xe miền Tây về đây á, thì mất 2 giờ 30 phút chạy xe nha. Khoảng cách của nó là 132 km nha anh chị em mình. Cái ngôi nhà mình ngày hôm nay nó có view sông đó, bởi vì ở nó rất là thoáng mát luôn nha. Và cái rạch này không biết rạch gì nữa, Toàn cũng không rành nữa nha. Ngay chỗ phần chỗ cây dừa này anh chị em mình. Thì cái phần này được phần xài thêm nha. Anh chị em mình mua cái nhà hôm nay phần trước này được xài thêm thoải mái nha. Đó, cô chủ xinh xinh đứng đó đó. Anh chị em mình mua nhà hôm nay thì được xuống đây trực tiếp trao đổi với bà chị chủ luôn luôn nha. Và đây là đứng ngoài lộ nhìn tổng thể vô cái ngôi nhà mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay nè. Cái ngôi nhà của mình ngày hôm nay là nó thuộc hướng Tây Bắc nha anh chị em. Chủ nói cái ngôi nhà này đa số làm đồ xịn không, anh chị em mình không tin thì xuống đây có thể test thử. Mà Toàn thấy là đồ chắc cũng chất lượng cũng khá anh chị em mình. Và xung quanh nhà mình dán gạch lên 1m7, 1m8 hết trơn, nó cao ráo trơn á. Và khi bán ngôi nhà này thì nói chung là đồ đạc trong nhà thì chủ cũng lấy đi hết nha. Nói chung nhà này cũng không có nhiều đồ anh chị em mình, nó cũng gọn, ba đầu lặt vặt đồ không à. Nhà này thì chủ xây chưa hết diện tích đất, ngang 5m vô 15m nè, còn ở sau phần đất trống nữa. Chút lần sau Toàn quay cho anh chị em mình xem luôn. Và lại tới đây thôi, quay cái chỗ này là chủ người ta để cái chỗ mà để quần áo đồ đạc nè. Đồ quần áo đồ đạc thôi, Toàn quay sơ lược thôi anh chị em mình. Nói chung nhà này mới nha, nhà này mới xây xong luôn, mới xây hồi Tết tới giờ luôn chứ cũng không phải lâu lắc gì đâu. Nhà còn mới cáo luôn anh chị em mình. Và đây là cái toilet. Toilet thì nói chung là cũng khá là rộng, rộng cũng mênh mông lắm. Và có dán gạch đầu lên, dán lên tới trên nóc luôn anh chị em mình. Nói chung là vô đây tắm rửa là thoải mái nha. Rồi, có cái kiến vô duyên luôn. Rồi, thế là mình được lên sóng luôn nha anh chị em mình. Hên quá luôn mà. Và cái đây thì khu này thì thuộc dạng cái bồn nước này thì chắc chắn để lại rồi. Giặt áo xong cứ đem ra đây phơi thôi, thoáng mát. Cái ngôi nhà này chủ bán cũng giá cũng rất là rẻ anh chị em mình, hết luôn chỉ có 790 triệu thôi, giá thương lượng nhẹ thôi, thương lượng cà phê thôi nghe, thương lượng mạnh quá thì không có chịu đâu nghe anh chị em mình. Và đây là cái khu vực để mà rửa chén, nấu nướng rồi nè, có cửa sổ rồi thoáng mát, nhìn nói chung là nhà này nhìn sáng sủa lắm anh chị em. Ngôi nhà mình tuy nhỏ gọn nhưng mà ngủ thì có hai chỗ để ngủ luôn nha. Và để ăn trước này, để Toàn lại ăn trước này, Toàn quay cái phòng ăn trước cho anh chị em mình xem luôn. Tổng thể cái phòng này cho anh chị em mình xem luôn. Cái phòng trước này thì hiện tại là chủ người ta đang làm cái chỗ mà thờ bên bên gì đó, bên gì nãy Toàn thấy sơ sơ đây mình. Nói chung cái phòng này cũng, nói chung nhà mình cũng gọn gọn ha. Và bên Đức Phật Thầy Tây An anh chị em mình. Tổng thể cái ngôi nhà mình nó là vậy, nói chung là cái nhà này chủ mới xây luôn, thật trình tình là chắc chắn 100% là mới xây luôn anh chị em mình. Nhà ngon ngon lành lắm, mua về cứ dọn vô ở thôi. Được cái nó cũng gần hai cái trường học nữa. Và đây là đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài nè, rất là thoáng mát ha, có sông rồi luôn.
Bây giờ thì toàn mời anh chị em lại sao xuống dưới toàn quay cái tầng dưới đất cho anh chị em mình xem. Anh chị em mình xem kênh Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn á, nhớ chịu khó đăng ký kênh ủng hộ Toàn nha. Kênh của Toàn là vào lúc 7 giờ tối là Toàn sẽ đưa đất đưa nhà lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình. Đất với nhà toàn bộ Toàn nhận trực tiếp với chủ nhà chủ đất luôn. Giá cả cũng là do chủ đất chủ nhà người ta quyết định nha. Và cái miếng đất ngày hôm nay nó không dính quy hoạch đâu, anh chị em mình yên tâm nha. Qua cái sự nhiều chuyện của Toàn á, thì Toàn biết cái bà chị này bà chưa có chồng. Anh trai nào mà đơn thân độc thân gì đó coi được thì xuống hốt bả giùm luôn đi. Cái ngôi nhà này một tay bà thiết kế đó. Cái trên thì bà để thiết kế để ở, còn ở dưới thuộc dạng bà thiết kế để mà bà để chứa đồ đạc đồ này kia anh chị em mình. Và tổng diện tích của miếng đất ngày hôm nay là 145 mét nha, toàn nói 145 chứ nói khi nó còn hơn nữa, người ta đang tách ra nhưng mà ước tính từ đó trở lên ngay ngón tay toàn anh chị em mình. Nó ngang qua luôn là ngang trước của mình, ngang tới cái hàng rào đây là 6 mét nha. Và ở sau nó hậu là 7 mét, nói chung nó hậu tới 1 mét luôn nha. Là nói chung đất này là đất thổ cư luôn. Và nói chung này thuộc dạng là mới tách ra anh chị em mình, đang đo là chỉ định tách đó nhưng ước tính là từ 145 mét trở lên nha. Và cạnh dài của đất mình là 22 mét 4 tấc, nó dài qua khỏi nhà tắm luôn anh chị em mình. Là sao toàn quay khúc sau đất trống, còn nguyên khúc đất trống làm sao nữa anh chị em mình, về đây muốn cất thêm gì đó muốn cất thì cất thôi nha. Giá chỉ có 790 triệu thôi nha anh chị em mình, giá được thương lượng tình cảm riu riu thôi nha anh chị em mình. Thương lượng mạnh quá là bà không bán, bà nói thương lượng ít thôi, cà phê cà pháo thôi. Rồi giấy tờ thủ tục chuyển nhượng thì hai bên bàn qua bàn lại trao đổi chút đỉnh. Ở đằng sau này là còn nguyên một khoảng đất trống chà bá luôn nè anh chị em mình. Anh chị em mình về muốn làm gì cũng được, muốn xây thêm nữa cũng được luôn nha. Nguyên một khoảng này là đất trống của mình đây. Miếng đất ngày hôm nay nó là vậy, anh chị em mình quan tâm á, quan trọng hay nào độc thân á, quan tâm á, thì vui lòng á, liên hệ tàu thần dẫn xuống gặp chị chủ xinh đẹp và trao đổi giá cả với chị nha.